said. Hello các bạn, mình là Trí Nguyễn, mình rất hân hạnh được gặp các bạn ở Khối Xe Channel. Hôm nay các bạn có khỏe không? Chiều thứ sáu các bạn, thì hôm nay một ngày trời mình làm việc rất là mệt các bạn. Thì bây giờ chiều tắm rửa, sửa soạn ăn tối, anh em lên chơi thì ăn tối relax. Bữa nay làm khá là nhiều việc, xe anh Tuấn xong rồi thì giờ ảnh lên ảnh chùi rửa kìa. Còn ông này nhiều chuyện, ông này nè rất là nhiều chuyện. Ông nói là bây giờ anh Tuấn mà mua 63 đó, em sẽ phụ anh Tuấn lau xe suốt đời luôn ha. Ủa cái job này em nghĩ của thằng John Camry mà hả? John Camry mà các bạn đi làm riết rồi cho nên ông ấy lau sạch sẽ. Tại vì ngày mai có Lamborghini Myth các bạn ha. Ở ngoài cái hãng Lamborghini of Houston á, là ngày mai người ta tổ chức cái car Myth. Cho nên ngày mai anh em đến đó chơi, giờ lau sạch sẽ. Mai mình sẽ lấy chiếc Aventador S đây và mình sẽ chạy thử nó trước khi mình đưa nó về trên cái tiểu bang Missouri các bạn ha. Missouri. Các bạn hỏi xe anh Trí đâu, xe anh Trí các bạn chờ đi, xe mai mốt mình làm xong xe mình sẽ đem nó ra quay và chia sẻ với các bạn ha. Các bạn cho mình thời gian ha. Of course xe của anh Hải SV rất là đẹp. Và hôm nay đồng thời làm xong xe của anh Huy. Huy giờ sẽ dàn hạ xuống dán ấy nữa thì xong. Vô rất là nhiều cao bằng cho ảnh các bạn ha. Làm gì thay cái air filter cho ảnh và vô nguyên cái dàn cao bằng ở phía ngoài cho ảnh luôn, đồng thời carbon rear diffuser luôn các bạn ha. Xong rồi tuần tới sẽ bắt đầu xe của chị Jenny ha, Jenny Do. Tuần tới là thứ hai bắt đầu rã xe chị ra làm hết, làm bô tune hết, rất là nhiều kho bành luôn. Xong hả, chìa khóa đã mở cửa chưa đó. Xe của đại. Xe của đại. Ok thì mình có mình có cái ý tưởng này cũng rất là lâu rồi, thì bây giờ mới có thời gian bắt đầu làm xe cho đệ các bạn ha. Thì các bạn thấy thay đổi xe của đệ hết lên phiên bản SV SV các bạn ha, thì thay hết cái dàn phía sau luôn đó, và đồng thời sẽ chạy bô của SVJ luôn các bạn ha. Thì cái này mình mới ráp vô thôi để mình chỉnh sửa cho nó hợp trước khi tháo ra đem đi sơn lại các bạn ha. Và mình cũng đồng thời phải cắt nguyên cái dạng trên đây xuống đây luôn, cắt nó qua và mài nó cho nó đều với nhau để xong rồi cái mình bỏ cái miếng lưới là cái grill, là cái miếng này vô đó và bắt đầu mình sẽ line up và mình sẽ cắt cái lỗ tròn ở đây cho cái bô nó xỏ ra, cho cái ống xỏ nó nằm ở phía trong, nhưng mà nó sẽ nằm ở chỗ này các bạn ha. Ống xỏ, ống tip ấy, nó nằm hai bên cắt đây, thì các bạn sẽ nhìn vô đây và các bạn luôn luôn sẽ thấy cái bô titanium ở phía trong đó. Đó, đó. Thì khi mình nó nóng lên nó sẽ lên lửa là các bạn sẽ nhìn thấy phía trong hết các bạn ha. Đó. Chưa gắn camera vô, chưa ấy hết. Mai mốt xong nó sẽ đẹp các bạn, tại vì cần phải chỉnh sửa thêm một chút nữa ha, cho tuyệt vời luôn các bạn. Một ngày trời đồ đạc láng linh,
where do you store it? In the hook, in the pump. Right? Yeah. Like the Corvette is in the back. Yeah. The wax on, wax off. Wax on, wax off. Wax on, wax off. Người Mỹ hay nói vậy. Wax on, wax off. Yeah. SVJ các bạn. Không có chỗ nào chê hết. Thấy không? Và đam mê xe đó này các bạn. Mua xe, bỏ tiền vô xe, rồi chạy xe, rồi phải lau xe, phải rửa xe. Số khổ, số xấu vậy anh Tuấn ha. Chứ thật ra bỏ tiền cho mình đầu tư vô gì, mình nằm ở nhà, mình coi TV ha, coi YouTube khói xe ha, để nó đẻ ra tiền phải không? Cái xe mà dơ, dù cho 3 triệu cũng là thấy dở, mà cái xe mà 5 ngàn mà sạch thì cũng thấy tốt. Cũng thấy đẹp đúng không? Đúng vậy, mình phải theo cái xe của mình. Anh Huy anh kỹ đó các bạn, cho nên xe của ảnh luôn luôn lúc nào cũng rất là sạch, rất là sạch. Đi gần nó mất cỡ mẹ. Không, tại mình không có tiền mua xe mắc tiền giống Tuấn, mình làm sạch cho nên thấy được. Chưa chưa, từ từ đi, từ từ đi. Mình từ từ đi. Mà mỗi anh coi chiếc SVJ 01 của khối xe ra đời là lúc đó là mình. Ờ, 02 là của anh. Giờ đợi đang đến nha bạn. Thì sáng giờ mình làm mình đợi không ở đây phải không? Giờ đến coi cảm giác nó như thế nào không các bạn ha. Mới làm ra. Hả? Mới làm ra hả? You haven't seen it? No. I did it today. He was at work. Mình làm ngày nay để đang ở tiệm cho nên nó... Hey, hey. Okay. Cái chỗ này anh sẽ cắt hết vô này ha. Cắt thẳng qua luôn. Thẳng xuống. Đó, xong rồi có cái grill kìa. Thấy grill ở trên không? Grill bự đó. Đó. Xong rồi flip lại, flip lại. À, cái để vô bắt đầu cái mình sẽ đo cho cái tip nó nằm ở chỗ nào ha. Xem mình sẽ cắt tròn cái tip ha. Ha. Xong rồi á thì mình nhìn vô ở đây đếm vậy đó, mình nhìn vô mình sẽ thấy cái dàn bô thề thề nằm ở trong. Ha. Còn ở dưới đây á mình sẽ làm một cái anh có thể cái làm một cái miếng grill giống vậy, hoặc là mình là anh mạ một cái miếng carbon sao làm cho nó đẹp. Xong đồng thời mình gắn cái bảng số đây luôn. Thấy không? So sexy. Sexy ha. Sexy. Chưa. Em móc xong đi. Móc xong đi. Oh my god. Ê, đấy giờ phụ quấn cái vàng này lại ấy đi. Ờ. Ok, nó bây giờ trước khi quấn lại lấy cây ấy rút mấy cái dây điện này ra. Từ dây điện này mình phải cần em. Dây điện này mình sẽ cần để mình gắn vô cái bumper đó. Cho cái backup camera nè, cho lái supply đèn đồ này kia nè, hết dây điện này. Đây là để mình lấy cái tui vít đỏ mà có cái chấu vậy nè. Có chưa? Còn lần cành đào ha. Chuẩn bị hạ xuống ha. Ồ dán rồi, dán rồi, dán rồi, dán rồi, dán rồi, dán rồi. Em nghĩ anh chùi vậy được rồi. Tự chùi quá nó bị mòn á. Chùi quá nó bị mòn anh Tấn ơi. Chùi sao bay được cái số này. Nó bay cái số xong bà. Mày thấy đà lửa chưa? Chưa. Để chú Bình Phước lên ha. Chú Bình Phước lên. Đại đây nói là ủa sao cái bô xe em ít ra lửa quá anh Trí. Để coi bữa nay ra lửa không nha.
không ngang ngang với nhau à, 9-10 đâu, anh Tuấn nghe Tuấn cười one by one man. One by one. I think rap will sound louder. Loudest one here, man.
Man, my Red Bull is hot. Very hot. Very, very hot. Now you see you shoot big flame. Yes. Dude, you told me you don't shoot a flame. I was like, well, no way, dude. Well, I guess I never see it because I'm always like revving. You're always driving it. Okay. Để cái xe của em sound so aggressive em. Để làm cái the red one is the loudest. Mr. Try, can you say that again? What did you say? Cái con bò nè, bò hút này nè. Dạ dạ. Điếc lỗ tai. Dạ, có thể khách nào làm lớn nữa được không? That's it. That's all you can make it. I want louder. Điếc lỗ tai. Quá vui, anh em bên đây vui quá. Cái bầu của anh Huy á là cái bầu này các bạn ha. Đó, đây nè. Tại cái bầu này nè anh Huy. Nhưng mà bây giờ nó có valve rồi, mình khóa lại. I don't want valve. But you want valve, you want louder. Yeah. I want straight. Straight up. Forget the valve. Oh, có valve nhìn đẹp ha. Ừ. Hai cái valve. Hai cái valve. Oh, so you shut this. Cái vacuum nó sắc ra bắt đầu cái valve này sẽ anh mở á thì nó đóng lại. Nó đóng lại thì cái valve đây nó đóng lại ha. nó quay vậy nè. Yeah. nó bịt lại thì máy xe nó ra đây, nó vô đây. Yeah. So this nó ra đây yeah. nó êm lại, vô qua đây cái nó êm lại. Yeah. Còn không nữa là đi thẳng vô trong đây rồi đi ra đây luôn. I love the blue. Yeah. Đẹp quá. Yeah. Try air exhaust, beautiful. Thank you. Very beautiful. Thank you. Ok, bây giờ xe Huy lại đây để mình gắn cái miếng phía trong vô đó ha, cho xong ha. Đó, giờ lao tiếp xong rồi chuẩn bị cho sáng mời đi car show của Lamborghini các bạn ha. Hey, you wanna can you look direct into this flashlight? No, it's this flashlight. Look at the flashlight. Yeah, direct. It hurt your eyes. All right, let's do it. Ok, cái đèn này nó rất là sáng các bạn ha. Flashlight challenge. Flashlight challenge. Để mình hỏi nó cái okay, nó mày muốn quay thẳng vô mặt mày không, muốn nhìn thẳng vô nó muốn. Ok, chuẩn bị. Ready? All right, let's do it. All right. Damn. Cái đèn này đã lắm. Muốn. Em mua ở đâu? Trời ơi, em đặt ở Amazon á. Cái đèn này là nó sáng nhất sáng nhất luôn á. Đứng nhìn thẳng đó. Để vì nữa. Ừ. Mua không em đặt cho? Để. Ok. Từ em bữa hôm em bó rồi 3 cái. Em tặng cho cái thằng neighbor bên trước nhà em cái. Rồi thằng neighbor bên hông cái. Đó. Tại vì nếu mình mua cái gift kho nhà hàng cho người ta thì ta quên mẹ nè. Mua cái này nè. Mà cái này chargeable hết anh ha. Oh, yeah, nó anh dùng cái USB á. Oh, wow. Charge it. Yeah. Đó, cái này là các bạn muốn mua trên Amazon này, các bạn mua nó có 3 chế độ lần. Mỗi chế độ là ấy nè. Đó, hấp xuống chút. Hấp xuống chút. Đó, mà muốn sáng từ sáng nè. Để nhìn thẳng ở đây. Nhìn thẳng ở đây.
không có miếng bụi. Không có miếng bụi luôn. Quy mà nó nãy giờ mình chùi rồi mà tại vì cái bụi nó phát triển. Quy mà. Cái này ta ăn ở trên được mà. Ok, thì giờ mình sẽ còn cái miếng ở trong đây nữa, mình sẽ gắn vô nữa cho ảnh là xong ha. Miếng này nè. Và cái video hôm nay tạm thời dừng ở đây các bạn. Mình cảm ơn các bạn rất là nhiều đã ủng hộ và chia sẻ kênh Khói Xe. Hẹn gặp lại các bạn trong chương trình clip kế nha. Chào tạm biệt các bạn.